xác và xử lý nhanh nó không còn được như hệ thống A lớp nữa. Nhưng bù lại gì, ông đã cài đặt tập toán vào đấy rồi thì mai mai về sau nó chạy như thế rồi, chúng ta không cần phải chỉnh định cái gì trong đấy nữa. Ưu điểm của hệ thống số như thế, đúng chưa? Và sau khi mà cái tín hiệu điều khiển nó được tính ra từ cái hệ thống điều khiển hoặc là A lớp hoặc là vi xử lý, tức là digital, tức là điều khiển số ấy, thì cái tín hiệu xung đấy được xuất ra là điều khiển các van. Nhưng mà nếu mà các van ta đang ở những cái yêu cầu một cái hệ thống, ví dụ tín hiệu xuất ra ở các chân vi xử lý chẳng hạn, nó chỉ là 5V và 20mA thôi, mà muốn mở được chân van IGBT chẳng hạn, chúng ta cần là 5A, 15A, đúng nhỉ, hoặc là 25V cơ. Thế thì rõ ràng là chúng ta không thể nối trực tiếp cái chân vi xử lý vào trực tiếp vào cái chân của IGBT chúng ta điều khiển được, mà bắt buộc lúc đấy chúng ta phải có một hệ thống người ta gọi là mạch khuếch đại. Mạch khuếch đại là gì? Khuếch đại tín hiệu từ cái hệ thống điều khiển lên sao cho phù hợp với mức mở của các van ở trong cái mạch động lực, đúng nhỉ? Và lúc đó chúng ta có mạch khuếch đại. Ngoài ra cái mạch khuếch đại này còn mang ý nghĩa về cách nghi nữa. Ví dụ là cái mạch điều khiển chúng ta làm việc ở mức điện áp thấp, cái mạch động lực chúng ta làm việc ở mức điện áp cao. Bây giờ không may là chỉ cần, ví dụ mức điện áp cao là 100A chẳng hạn, ông làm việc có 20mA, 100A nó chỉ bích xung lên được khoảng 115A thì cái mạch động lực nó không sao cả. Nhưng mà 15A mà đổ dồn về phía mạch điều khiển là lúc ấy là ông chết rồi, mạch điều khiển là tắc tị luôn rồi. Thế bắt buộc nếu mà mạch động lực làm việc ở điện áp cao công suất lớn thì chúng ta phải cách nghi giữa mạch điều khiển và mạch động lực, đúng không? Và ở đây chúng ta hay dùng hai cái trường hợp phổ biến nhất là opto quang và gì, và biến áp xung. Hai cái vấn đề đấy chúng ta sẽ gặp ở đồ án tin tổng suất, đúng chưa nhỉ? Cuối cùng là cái mạch động lực là cái việc là chúng ta mắc cái van bán dẫn theo một quy luật nhất định và làm việc được với điện áp cao và dòng lớn. Đấy là cái mạch động lực. Và lưu ý ở đây là cái môn điện tử công suất, cái điện tử công suất này là điện tử công suất cơ bản, thì chúng ta sẽ chỉ nghiên cứu về cái mạch động lực thôi. Còn cái mạch điều khiển, mạch khuếch đại, mạch đo lường, chúng ta sẽ có những cái môn về sau như đồ án điện tử công suất, rồi điều khiển điện tử công suất, hay là cái môn điện tử công suất ứng dụng, thì chúng ta sẽ nghiên cứu về những cái mạch, cái phần phía sau này. Còn ở trong môn điện tử công suất này, chủ yếu là chúng ta sẽ xem xét về cái mạch động lực này thôi. Mọi người đã hiểu chưa nhỉ? Có hiểu không nhỉ? Alo? Alo? Tôi nói các ông có nghe gì không nhỉ? Dạ có ạ. Có nghe thấy gì? Có nhìn thấy slide không? Có. Có nhìn thấy. Tôi nhiều lúc tôi bảo là đi dạy online cũng khác gì tự kỷ. Tôi cứ nói màn hình mà tôi không biết là ở dưới có nghe hay không. Mà tôi lắm lúc tôi nói xong, tại vì tôi nói hay, tôi hay nói nhiều nên tôi chẹo hết quay hàm, lắm lúc tôi đọc sai cả ấy. Các ông thì cũng phải thông cảm. Thế bây giờ tôi đọc một phát, tôi nói một phát 3 tiếng như thế là cũng rất là mệt mỏi. Ví dụ ở trên lớp thì tôi chữa bài tập, tôi vừa nói tôi vừa viết thì tôi đỡ nhầm, và tôi bây giờ tôi nhìn slide mà tôi đọc là tôi chết rồi đấy. Cho nên là các ông cũng phải rất là thông cảm, bảo thầy tại sao lại tự nhiên lại đọc sai một vài chữ thế kia, là cũng phải thông cảm. Chúng ta không thể nào chính xác được 100% khi mà chúng ta dùng slide chúng ta giảng dạy này, đúng không nhỉ? Đấy là cái cấu trúc tổng quát chung của biến đổi. Và yêu cầu bộ biến đổi bây giờ chúng ta thấy là nó có hai yêu cầu khi mà chúng ta thiết kế một bộ biến đổi, đấy là chính là hiệu suất cao và kích thước nhỏ gọn. Hiệu suất càng cao, tức là những cái bộ biến đổi thông thường hiệu suất của nó lên đến 90-96%, và bây giờ người ta đang có một cái hướng nghiên cứu là làm sao cho cái hiệu suất của nó tối ưu, nó có thể đến 99,9. Tất nhiên hiệu suất 100% thì không có rồi, hiệu suất 100% là chắc chắn là không có. Đấy là những ông nào nghiên cứu về máy vĩnh cửu tôi cũng biết, chứ còn hiệu suất 100% không có. Nó có thể lên 99,7-99,8%, thậm chí là tôi biết một cái đề tài nghiên cứu ở bên Nhật nó lên đến 99,9%, nó không thể lên được 100%, đấy là điều đương nhiên. Và kích thước nhỏ gọn rõ ràng rồi, bây giờ chúng ta thấy điện thoại nó nhỏ tí như thế, máy tính nó nhỏ tí, xách tay như thế, mà những cái bộ biến đổi ở trong đấy mà không nhỏ gọn mà không cần thì nó cứ gù lên như con đeo ở trước. Con đeo khoảng 15 về trước, cầm vừa nặng vừa to. Con đeo bây giờ nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Tất nhiên đeo rồi được khối đá. Ông nhìn thấy MacBook của nó rất là nhỏ gọn, sách rất là tiện lợi.
ở trong đấy những cái bộ biến đổi người ta làm và người ta thiết kế nó nhỏ gọn, kích thước nhỏ gọn và cái mật độ công suất của nó rất là lớn, đúng không? Thì chúng ta lưu ý là ở đây có những cái vấn đề, một bộ biến đổi nó có phụ điện này, đây các em mình capacitor này, phụ điện này, các van bán dẫn này, van bán dẫn, van đóng cắt ấy, nó như kiểu diode, khí to, IGBT, MOSFET thì người ta gọi là van bán dẫn, đúng nhỉ? Hệ thống làm mát, cooling system, quận cảm, tức là hệ thống từ tính hay từ trường ấy, quận cảm hoặc biến áp xung, ta hay gặp những cái buzzword, tức là những cái dây dẫn hay là những cái nằm ở trong cái vạch in, đường dẫn điện cái thứ đấy, chúng ta dây dẫn rồi cáp các thứ ở trong hệ thống này chúng ta gọi là buzzword, đúng chưa? PCB tức là mạch in đấy, đúng chưa? Contactor, dơ le cái thứ, cái này nếu mà hệ thống lớn thì chúng ta mới dùng thôi. Contactor, dơ le cái thứ là chúng ta làm cái khởi động ở phía nguồn điện đầu vào thôi, đúng chưa? Các sensor đo dòng và đo áp, chủ yếu trong điện tử xuất chúng ta gặp hai cái sensor là sensor đo dòng và đo áp, đúng không? Còn cái hệ thống về điều khiển quá trình chúng ta hay gặp về đo mức nước, đo áp suất, đo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, thứ này tôi cũng vậy. Điện tử xuất chúng ta chủ yếu gặp hai cái sensor là đo dòng điện và đo điện áp. Mà chúng ta nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không cần một cái độ chính xác quá là cao thì chúng ta có thể dùng phân áp, dùng ô bam, dùng điện trở, chúng ta phân áp ra, đúng nhỉ? Và chúng ta đưa nó về tín hiệu về vi xử lý được, đúng nhỉ? Thì cái mạch phân áp thì chúng ta chắc chúng ta cũng sẽ được học, đúng chưa? Thì chúng ta thấy ở đây người ta phân chia đấy, ví dụ capacitor, cái tụ điện nó chiếm đến 30%, nha, tụ điện nó chiếm đến 30% về cái trọng lượng của một cái hệ thống, đúng không? Vậy mà một cái hệ thống mà loại bỏ được cái tụ là rất cái trọng lượng của nó giảm đi rất là nhiều. Các em thấy là các em nhìn cái biến áp xung, cái nguồn xung đấy, cái tụ bao giờ nó vút lên này, nó vào trong một cái hệ thống điện, một cái tụ điện này to hẳn bằng một cái tòa nhà, riêng một cái tụ điện này, chúng ta thấy là cái tụ điện nó chiếm cái trọng lượng mà kích thước thì nó chiếm gần sấp xỉ 20%, đây các em nhìn gần 20%, cho nên việc loại bỏ tụ điện ấy là một cái vấn đề hết sức là thực tế ở trong một cái hệ thống điện tử xuất, loại bỏ tụ điện ở trong cái hệ thống điện tử xuất là một vấn đề hết sức thực tế, đúng nhỉ? Nó tiết kiệm được thứ nhất là gì, trọng lượng, thứ hai là kích cỡ tụ biến đổi, đúng nhỉ? Và các thành phần còn lại chúng ta thấy, đúng không nhỉ? Là quận cảm, hệ thống làm mát, tụ điện, hệ thống làm mát, van bán dẫn, quận cảm, bớt làm việc là những cái dây dẫn, và tiếp theo đấy là PCB, tức là gì? Là tự nhiên quên rồi. PCB là tôi vừa nói là cái gì nhỉ? Là cái mạch in, đúng không nhỉ? Chưa, contactor và dòng điện, sensor đo dòng mã, đấy là những cái. Vậy muốn học được điện tử công suất, muốn làm được một cái hệ thống điện tử công suất thì chúng ta phải học rất là nhiều môn, tổng quát lại của rất là nhiều môn, chứ không phải là học mỗi cái môn điện tử công suất này đâu. Tôi nhắc lại, điện tử công suất này chúng tôi chỉ, người ta chỉ nói về mạch đực thôi, còn vấn đề điều khiển hay vấn đề cách ni hay vấn đề đo sensor như thế nào thì chúng ta phải học rất là nhiều môn. Và ở đây ví dụ là chúng ta phải học lý thuyết mạch, đúng nhỉ? Phải học đo lường xử lý tín hiệu hệ thống điện, rồi học về van bán dẫn, rồi học về mô phỏng tính toán, rồi lý thuyết điều khiển tự động. Tức là chúng ta thấy là muốn làm được một cái hệ thống về điện tử chúng ta phải học được rất nhiều môn, nên chúng ta phải có những kiến thức nền tảng của rất nhiều môn, chứ không phải là chúng ta học mỗi môn điện tử công suất này xong chúng ta bảo chúng ta hiểu biết về môn điện tử công suất. Không phải, môn điện tử công suất này chúng ta chỉ học về phần mạch được thôi, tôi nhắc đi lại, chỉ học về mạch được thôi, chứ những cái phần ba phần còn lại chúng ta không học, và ba phần còn lại đấy chúng ta sẽ được học về sau này, đúng không nhỉ? Chúng ta học mạch được để chúng ta hiểu được nguyên lý hoạt động của nó, đúng không nhỉ? Và chúng ta áp dụng vào những cái hệ thống về sau này, đúng như biến tần hay là điều khiển dòng năng lượng DC-DC chẳng hạn đấy, chúng ta hiểu được là chúng ta vị trí của môn học và cái môn học của nó đang làm những cái vấn đề gì, chúng ta lưu ý như thế. Một số ứng dụng của bộ biến đổi thì chúng ta ở đây
Một số ứng dụng của bộ điện đổi đây chúng ta điển hình nhất là áp dụng để điều khiển các hệ chuyển động động cơ một chiều, động cơ xoay chiều, đúng không nhỉ? Tất nhiên là chúng ta học hệ thống chuyển động, chúng ta học chuyển động điện chứ nhỉ? Khi này chúng ta học chuyển động rồi đúng không nhỉ? Đấy, thì chúng ta thấy là những cái bộ biến đổi đó áp dụng ở trong việc điều khiển động cơ như nào, khởi động như nào, điều khiển tốc độ như thế nào, đúng không nhỉ? Thì chúng ta thấy là những cái bộ biến đổi đó đóng vai trò hết sức là quan trọng trong một cái hệ thống điều khiển động cơ. Đúng không nhỉ? Các ông không thể tách rời động cơ với bộ biến đổi được. Ông nối trực tiếp động cơ vào nguồn điện ấy thì người ta gọi là một cách hoạt động trực tiếp. Ông không thể điều chỉnh tốc độ, ông không thể điều chỉnh được việc khởi động. Các ông muốn khởi động, ví dụ tôi nói ví dụ khởi động mềm thôi. Khởi động mềm dành cho những cái động cơ không nổ ô tô sắp lớn hơn 15 kg thì các ông phải có những cái bộ khởi động mềm, đúng không? Và những cái bộ khởi động mềm chính là những cái bộ biến đổi của chúng ta đấy. Nếu mà chúng ta có nhiều tiền chúng ta khởi động mềm bằng biến tần. Chúng ta có ít tiền thì chúng ta phải sử dụng khởi động mềm bằng gì? Bằng những cái con thi rất to mắc song song ngược, người ta gọi là điều áp xoay chiều, đúng không? Đấy là những cái vấn đề mà chúng ta rất là thấy là cái vấn đề về bộ biến đổi áp dụng trong điều khiển động cơ nó rất là quan trọng. Chúng ta bộ biến đổi mà không xuất hiện thì động cơ coi như mất đi, đảm bảo thôi. Thế động cơ bây giờ cứ cắm vào lưới nó quay một tốc độ thì thôi, tiết kiệm điện cũng tiết kiệm được, điều chỉnh máy gia công các thứ gia công rồi cắt cọc hoặc là làm cái gì đấy muốn điều chỉnh tốc độ mà ông không làm được thì ông chết, hay là ông xả năng lượng về lưới mà không có động bộ biến đổi là ông cũng chết rồi. Tức là bộ biến đổi ông hiểu được thì các ông mới hiểu được cái sự hoạt động của động cơ như nào. Đúng như là chúng ta phải cố gắng là phải học được cái bộ biến đổi này. Thứ hai là làm nguồn điện phân tán, đúng nhỉ? Nguồn điện phân tán hoặc là nguồn điện liên tục, bộ nguồn liên tục UPS, đúng nhỉ? Nguồn phân tán này chúng ta ví dụ là chúng ta có trong bus của cái bus của Viễn Thông chẳng hạn, chỗ thì nó cần 15V, chỗ cần 24V, chỗ cần 3V, 3,3V, chỗ cần 2,3V. Bây giờ chẳng hạn mỗi ông tôi đi chế một cái bộ biến đổi xong tôi lại phải đi thì tôi phải cắm à? Tôi giảm áp xuống điều gì? Ở đây chúng ta thấy là cái nguồn phân tán của chúng ta ở trong cái nguồn viễn thông nó rất là quan trọng. Ông có chết một thiết bị thì những cái thiết bị còn lại nó vẫn hoạt động. Đấy là cái ý nghĩa của sự phân tán, đúng nhỉ? Thì chúng ta nếu mà có cơ hội chúng ta sẽ có cái sự nghiên cứu rõ hơn về cái nguồn phân tán ở trong những trạm BTS, trạm viễn thông nhỉ? Và đặc biệt các em thấy trạm BTS ở nó phủ sóng thì nó phải ở những cái vị trí cao, đồi núi rồi các thứ sâu như thế để cho một cái trạm BTS nó hoạt động được liên tục. Thì quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là cái năng lượng cung cấp cho phải liên tục. Năng lượng là gì? Điện điện chúng ta này, đúng nhỉ? Bây giờ ông phải làm sao là mưa gió thì tôi cũng phát được sóng, mà nắng bão tôi cũng phát được sóng, nắng khô hạn tôi vẫn phát được sóng, tự nhiên mất điện của cả buôn cả làng tôi vẫn phát được sóng để alo nứt quét em nứt quét bình thường, đúng không? Để làm sao làm được như thế thì chúng ta phải cung cấp cho nó một năng lượng liên tục, đúng không? Hay là ví dụ trong trạm nó hỏng hóc một cái thiết bị nhưng mà những cái thiết bị khác nó vẫn còn chạy được. Bây giờ hỏng một thiết bị thì các thiết bị khác nó cũng hỏng hết theo, nó không chạy được là tôi được chết rồi, đúng không? Đây là cái vấn đề về cung cấp nguồn năng lượng cho trạm BTS hay là làm duy trì phát sóng viễn thông liên tục. Đấy là một cái vấn đề rất là phức tạp mà chúng ta có thể nghiên cứu. Tuy nhiên là chúng ta thấy là làm kỹ sư tự hóa chúng ta rất hay cái gì, chúng ta nó là cái vấn đề về năng lượng đầu vào, cho nên là chúng ta có thể làm việc ở những cái khu vực này. Bạn tôi sau khi ra trường làm trực trạm BTS rất là nhiều, nhưng mà nói thế thôi, trạm BTS nó có máy phát rồi, nó có năng lượng mặt trời, nó có các thứ để dự phòng hết rồi. Ông bảo ông làm theo quy trình là được hết. Nhưng mà ý tôi muốn nói là các em là kỹ sư tự hóa thì các em có rất nhiều vị trí cơ hội ở trong những cái vấn đề về tưởng như là chỉ có kỹ sư viễn thông làm, nhưng thực ra kỹ sư tự hóa chúng ta vẫn có thể nhảy vào làm được. Thì kỹ tự hóa ra trường lương nó không cao nhưng mà việc thì nó rất là nhiều. Nói là thế, lương không cao nhưng việc rất là nhiều. Nói thế, lương không cao là so với IT thôi, chứ còn so với mặt bằng chung thì lương tự hóa vẫn cao, và so với IT vua của mọi nghề thì hơi thấp một chút. Ví dụ là các em ra trường được 7-8 triệu hay 6-7 triệu một lương khởi nghiệp, IT nó có thể ra trường được 10 triệu lương khởi nghiệp.
đấy là tất nhiên là tranh lệch lắm. Khổ lỗi IT người ta 3 năm tuổi người ta bắt đầu bị đào thải, còn chúng ta thì 35 tuổi chúng ta vàng son rực rỡ, chúng ta bắt đầu thấu hiểu được nghề và lúc đấy chúng ta sẽ phát triển, lúc đấy chúng ta sẽ là người rực rỡ nhất. Tức là lúc bắt đầu chúng ta đi vào con đường kỹ sư điện để chúng ta phát triển vào tầm độ tuổi 35, rồi chúng ta sẽ kiếm được ở những cái độ tuổi 35 như thế. Còn bọn IT 35 tuổi bắt đầu tôi đảm bảo đào thải, chúng ta thấy này. Và tôi hay lên mạng, tôi cũng đi du hí ở khắp các group thì tôi thấy là việc tranh luận giữa kỹ sư IT và kỹ sư tự động hóa nó cũng xảy ra rất là nhiều. Và nhưng mà theo quan điểm của tôi thì tất nhiên là các ông nào chịu vất vả thì đi làm tự động hóa, các ông nào mà cảm thấy mà không chịu được vất vả, thích ngồi phòng lạnh điều hòa, thích com nê caravat thì ông đi theo ngành IT. Và ngành IT thì nó trả lương cao, công nhận một điều như thế, nhưng mà chúng ta tích lũy được trong khoảng từ lúc ra trường tầm 22-23 tuổi đến lúc đào thải là 25 tuổi, 35 tuổi là chúng ta có khả năng làm việc trong 13 năm. Và 13 năm đấy ông phải tích lũy được một số vốn để sau khi nó đào thải ông nha, sau khi nó đào thải ông có một cái vốn để ông ra làm riêng, tất nhiên có thể theo ngành IT hoặc theo cái ngành buôn bán. Đấy là cái mà bất lợi của IT. Nhưng mà ông kỹ sư tự hóa 35 tuổi, ông nhảy công tắc tơ dơ le thời gian rồi đấu tủ điện nhoay nhoáy biến tần, các ông bê hàng rổ, lúc đấy ông lại là lúc đấy 35 tuổi ông lại đang vàng son nhất, ông lại kiếm được nhiều tiền nhất từ 35 tuổi trở đi. Mà càng về sau cái gạch cơ và gạch điện, càng về sau kỹ sư càng có tay nghề lại càng kiếm được nhiều tiền. Đấy, ông theo ngành kỹ sư điện với cơ thì nó sẽ vất vả ra đầu, nhưng càng về sau ông càng phát triển được. Đấy là cái ưu điểm của ngành cơ điện chúng ta, đúng không nhỉ? Chúng ta chém gió ít thôi. Tôi tiếp tục sang bài học của chúng ta là bộ nguồn UBS liên tục. Thì cái UBS liên tục của chúng ta rất hay bắt gặp ở trong những cái tải mà yêu cầu sự liên tục rất là cao, ví dụ như viễn thông hay là trong bệnh viện mà đang mổ mất điện mà ông chụp phát này khởi động máy lại từ đầu, nhịp tim chạy từ đầu thôi các ông chết chắc, đúng nhỉ? Cho nên là UBS chắc chắn là một cái hệ thống đầu vào quan trọng đối với bệnh viện. Và em thấy kỹ sư điện chúng ta làm bảo dưỡng bảo trì ở trong những cái bệnh viện lớn rất là nhiều, đúng nhỉ? Bệnh viện nó cần kỹ sư điện rất là nhiều. Và chúng ta phải đi hệ thống điều hòa, hệ thống ánh sáng báo khói báo cháy, rồi hệ thống duy trì điện liên tục, nào cũng phải có một hệ thống, một lực lượng kỹ sư hùng hậu ở trong đấy người ta làm việc. Ta thấy là chúng ta có rất nhiều cái vị trí làm, chứ không phải cứ phải đi nào vào nhà máy đâu, rất nhiều vị trí cho em, đúng không nhỉ? Và năm nay chúng ta thấy là điểm tự động hóa trường ta tăng lên rất là nhiều, riêng xét tuyển học bạ nó 28 điểm mới được vào ngành tự động hóa cả. Cho nên ông nào ông đừng nghĩ vào đây xong ông học ông bị đuổi ra khỏi trường không còn cơ hội vào trường khác đâu. Bây giờ các ông đi xét tuyển với các ông thi lại chắc là các ông toi rồi, cho nên các ông cũng phải cố mà học, không lại suốt ngày trượt môn của thầy thì thôi, học đi học lại 3-4 lần hôm qua thì chết. Chúng ta tiếp tục sang ứng dụng tiếp theo là truyền tải điện một chiều HVDC. Cái này đơn giản, thay vì xoay chiều 3 pha, dùng cái việc truyền tải điện xoay chiều đó rồi từ máy phát xong nó tăng áp lên, nó truyền dây 3 pha xong đến trung áp, xong hạ áp, xong đưa đến hộ dân tiêu thụ. Bây giờ nó không truyền như thế nữa mà biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều, truyền 2 dây hoặc 1 dây xong đến trung thế thì bắt đầu chuyển từ DC xuống AC và đưa vào thì trạm biến áp, hạ áp, trung áp. Đấy là cái ý tưởng của cái ông truyền truyền đây, chẳng qua truyền một tay và đỡ trục trặc, đỡ tốn tiền công hơn thôi. Chúng ta lưu ý là vấn đề giá thành thôi, đúng không ạ? Tiếp theo là các em, bên hệ thống điện người ta sẽ có một cái môn điện tử công suất ở trong lưới điện hay sao đấy nhỉ? Năm nay có đấy. Năm trước có rồi. Thì các em sẽ gặp những cái thiết bị gọi là thiết bị FACT, tức là Flexible Alternative Current
transmission system, tức là hệ thống truyền tải điện linh hoạt. Đấy, nói chung lại nó là hệ thống truyền tải điện, nó gồm một cái hệ thống những cái thiết bị mà làm việc ở trên lưới điện mà sử dụng những cái bộ biến đổi. Ví dụ ở đây điển hình nhất là những cái bộ TSC và TCR, là những cái bộ mà chúng ta thêm trở kháng. Ở đây chúng ta thêm là gì? Thêm là vận cảm và tụ điện vào trong lưới điện để làm đây, để điều chỉnh công suất phản kháng ở trên lưới điện, đúng nhỉ? Về cái lý thuyết cơ bản của chúng ta học ở lớp 12 là gì? Là tụ điện nó phát ra công suất phản kháng, còn vận cảm nó tiêu thụ công suất phản kháng, đúng nhỉ? Bây giờ mà ông muốn tiêu thụ công suất phản kháng thì ông phải đóng quận vào lưới, mà ông muốn gì? Muốn bù công suất phản kháng thì công gì? Ông phải dùng tụ thôi, đúng nhỉ? Cái lý thuyết cơ bản là như thế. Thì ở đây chúng ta thấy là muốn đóng cắt tụ điện và vận cảm trơn nhá, nên cái lưới điện AC chúng ta dùng những cái bộ như TSC và TCR, bù ngang bù dọc đấy. Tôi không, cái nguyên lý bù ngang bù dọc tôi không nói đây, ông nào học về hệ thống thì ông biết. Hoặc là SPARTCOM, hoặc là những cái hệ thống truyền tải điện linh hoạt là UBFC, UBQC, rất là nhiều những cái thiết bị mà chúng ta chung quy lại cũng chỉ những cái bộ biến đổi cơ bản thôi. Nó bao gồm những cái bộ biến đổi cơ bản, nhưng mà bài toán của nó áp dụng vào nó khác thôi, đúng nhỉ? Ở đây chúng ta thấy là nó chỉ, ví dụ bộ TSC là chỉ gồm hai con Kito tấu song song được, rất là đơn giản. Việc điều khiển Kito cũng rất là đơn giản, mà điều khiển như thế nào để bù dọc và bù ngang được, nó là cái yêu cầu của đối tượng. Ở đây đối tượng đây chúng ta hiểu là gì? Là lưới điện đấy, đúng nhỉ? Hoặc là chúng ta có những cái khái niệm về lọc, lọc song song, lọc nối tiếp, lọc hỗn hợp. Lọc song song ở đây chúng ta lọc sóng hài, ví dụ chúng ta dùng những cái bộ chỉnh lưu mà nó sẽ sinh ra cái dòng điện này là nó không phải xin, nó chảy vào lưới, nó kết hợp với trở kháng lưới, nó sẽ sinh ra những cái gì? điện áp sóng hài trộn với cái điện áp cơ bản, nó sẽ làm méo sóng điện áp lưới. Và lúc đó là khi mà chúng ta sử dụng cái điện áp đó thì chúng ta sẽ làm cho thiết bị đó hoạt động nó không còn được chính xác nữa. Thứ nhất là không còn được chính xác, thứ hai là nó có thể gây phát nóng phát nhiệt do những cái sóng hài đấy, đúng không? Làm tổn thất nó tăng lên. Chính vì thế mà chúng ta phải làm sao đảm bảo được cái sóng hài phát lên lưới nhỏ nhất. Và ở đây sóng hài phát lên lưới nhỏ nhất thì chúng ta sử dụng cái gì để biết được là sóng hài phát lên lưới nhỏ? Chúng ta dùng một cái chỉ số gọi là chỉ số TSD, chỉ số méo dạng toàn phần, thì chẳng tiếng Việt đó là Toto Hamlet Model, chỉ số méo dạng toàn phần, thì chẳng tiếng Việt đó nghĩa nó như thế, tôi dịch tiếng Việt thôi, để đánh giá xem là một cái thiết bị nó có phát vào lưới nhiều sóng hài không, thì chúng ta sử dụng cái chỉ số TSD đấy. Và cái chỉ số TSD ấy phải đối với chúng ta khi mắc vào lưới là nó phải nhỏ hơn 5%, nhỏ hơn 5%. Và ở đây cái bộ biến đổi nó cũng bù được công suất phản kháng. Ví dụ ở trong những cái nhà máy lớn ấy mà nó tiêu thụ nhiều công suất phản kháng thì ngoài công suất tác dụng mà nó phải trả tiền cho hệ thống điều độ điện ra, thì nó hệ thống điều độ ra nó còn đòi hỏi ông phải thanh toán cả lượng công suất phản kháng mà ông tiêu thụ nữa cơ, chứ không phải ông như hộ dân nhà mình thì không cần trả tiền phản kháng, nhưng mà ở nhà máy nó còn thêm điện phản kháng nữa. Cho nên bây giờ ông mà không nên muốn không trả tiền phản kháng thì ông phải gì? Phải bù phản kháng ngay từ cái đầu vào của ông. Tức là lúc đó lưới điện nó sẽ không phát phản kháng vào nhà máy nữa. Thì lúc đó chúng ta không phải trả tiền phản kháng. Cho nên chúng ta có những cái bộ lọc song song, lọc nối tiếp đó có khả năng là bù phản kháng cho cái tải, tức là nhà máy. Thì chúng ta sẽ những cái khái niệm đấy, chúng ta sẽ nếu ai có thời gian có những cái va chạm về này, chúng ta sẽ có nghiên cứu về đó, đúng nhỉ? Hay là điển hình nhất là về ứng dụng trong năng lượng tái tạo, hệ thống tua bin gió, năng lượng mặt trời làm việc độc lập, năng lượng mặt trời làm việc song song nối tiếp, hay là trong hệ thống smart grid, đúng nhỉ? Hệ thống smart grid là như nào? Hệ thống lưới điện thông minh ấy, các em nghe khái niệm điện thông minh ấy. Ví dụ bây giờ ông một cái hệ thống năng lượng cũ ấy, nó chỉ gồm trên nguồn phát của nó chỉ gồm những gì? Gồm nhiệt điện, thủy điện, cùng lắm là năng lượng nguyên tử thôi, đúng nhỉ? Nó chỉ gồm 2-3 cái nguồn ý thôi, nhiệt điện này, thủy điện này và năng lượng nguyên tử, chỉ có 3 nguồn ý phát thôi. Nhưng mà Việt Nam mình không có năng lượng nguyên tử các em nhé, chúng ta chỉ có nhiệt điện và thủy điện thôi. Và bây giờ chúng ta điều tiết
thì chúng ta điều tiết nhiệt điện và thủy điện nó rất là đơn giản. Thủy điện nó có thể điều chỉnh ngay lập tức. Tại vì sao? Tại vì ông chỉ cần gì hạ cửa van hoặc là nâng cửa van lên thì ông có thể điều tiết được tốc độ nước chảy vào tô bin làm quay cái máy phát điện. À, chúng ta có thể điều chỉnh ngay lập tức. À, điều chỉnh như thế chúng ta sẽ điều chỉnh tốc độ và tần số quay của cái máy phát, và chính vì điều chỉnh tốc độ và tần số quay của máy phát thì chúng ta có khả năng điều chỉnh được gì, điều chỉnh được công suất phản kháng và công suất tác dụng mà cái máy phát nó phát ra, đúng không? Còn nếu mà chúng ta muốn điều chỉnh máy điều chỉnh công suất phản kháng, công suất tác dụng phát ra từ nhà máy thủy điện, chúng ta điều khiển gì, xin lỗi, nhà máy nhiệt điện thì chúng ta điều chỉnh gì? Nhiệt độ lò, đúng chưa? Nhiệt độ lò ở sinh ra hơi ở trong cái bao hơi đấy. Bao hơi nó sinh ra nó làm gì? Làm quay tua bin mà. Hơi nó sinh ra nó áp lực làm quay tua bin mà, đúng nhỉ? Chúng ta điều chỉnh cái nhiệt độ đấy để chúng ta làm cho cái tốc độ tua bin, cái lượng hơi vào tốc độ tua bin nó sẽ giảm đi, và lúc đấy tốc độ hay là tần số của nó sẽ giảm xuống. Tuy nhiên các em lưu ý rằng là việc điều chỉnh nhiệt độ ấy tất nhiên nó có một khoảng trễ hơn rất nhiều so với điều chỉnh cửa van. Cửa van ông nhấc lên hạ xuống đơn giản, ông dùng cái motor ông nhấc lên hạ xuống vô cùng đơn giản. Thế bây giờ ông điều chỉnh nhiệt độ một cái lò để ông làm giảm nhiệt độ, để ông sinh ra hơi lớn hơn để ông giảm hơi đi so với tua bin, thì cái độ trễ của nó lớn hơn rất nhiều so với cái thủy điện. Đây là nhiệt điện bao giờ cũng điều chỉnh khó hơn so với thủy điện, cho nên thủy điện nó có thể điều chỉnh ngay lập tức, nhưng mà nhiệt điện thì không, đúng không? Và bây giờ vấn đề đặt ra ở hiện tại giờ chúng ta có thêm những cái nguồn điện tái tạo, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, đúng không? Mà năng lượng mặt trời thì có 12 giờ trưa buổi sáng nó mạnh thôi, đến buổi tối gà gà thì nó không có, mà tối bịt thì thôi nó đứng nguyên rồi. Gió thì lúc gió thấp lúc gió cao, vậy ông làm sao ông để điều chỉnh được cái hệ thống năng lượng của nó một cách trơn tru, tái tạo mà. Năng lượng tái tạo nó điện nó phập phù, thế bây giờ ông làm sao điều chỉnh được cái năng lượng đấy? Lúc gió to thì ông làm sao, lúc gió nhỏ ông làm sao, lúc mặt trời lớn thì ông làm sao đấy? Đấy, ông phải kết hợp được với thủy điện, nhiệt điện, trong năng lượng gió, năng lượng tái tạo, ông kết hợp với chúng nhau rồi, và ông điều khiển cái dòng năng lượng nó như nào. Thì cái khái niệm này chính là khái niệm về smart grid, tức là điều khiển lưới điện thông minh. Và sắp tới Việt Nam mình cũng phải tiến tới smart grid. Tại vì sao? Vừa rồi các em thấy là thiếu điện trầm trọng, và trong khi đó là gì? Trong khi đó là cái hệ thống năng lượng mặt trời nó thừa rất là nhiều nhưng mà không thể điều tiết được trên lưới. Tại sao? Tại vì chúng ta không có một cái cơ chế nào để điều tiết nó cả. Đấy, không thể điều tiết được ở trên lưới được. Đấy là cái vấn đề tồn tại của chúng ta ở trên lưới điện là smart grid này, đúng không nhỉ? Tất nhiên là còn có một cái vấn đề smart grid là điều khiển phân tán. Tức là gì? Ông phân tán ông chỉ co cụm, ví dụ ông cái hệ thống năng lượng mặt trời, năng lượng gió nó chỉ phân tán, nó chỉ điều chỉnh trong một khu vực thôi. Tôi ví dụ ở cái xã của tôi thì nó năng lượng mặt trời, năng lượng gió cung cấp cho một xã, còn xã kế bên một hệ thống khác, xã kế bên một hệ thống khác, tất cả những hệ thống nó phân tán như thế. Làm sao ông kết hợp lại với nhau để ông điều tiết được một nguồn năng lượng làm sao cho hợp lý? Để lúc ý là chúng ta có rất nhiều cái vấn đề ở trong hệ thống điện. Bây giờ chúng ta hệ thống điện bây giờ không liên quan gì đến những cái vấn đề nóng cắt nữa, tại vì người ta phát triển hoàn hảo. Bây giờ vấn đề về tích trữ năng lượng, điều tiết năng lượng ở trên lưới điện, nó là những cái vấn đề khái niệm rất là cơ bản, khái niệm rất là nóng bỏng mà chúng ta sẽ bắt gặp ở trong những cái thập kỷ tới, đúng không? Điều tiết năng lượng ở trên lưới. Tiếp theo là hệ thống xe điện. Để các em nhìn cái hệ thống xe điện chúng ta rất là đơn giản thôi. Xe điện chúng ta gồm biến tần, động cơ, biến tần điều chỉnh tốc độ động cơ mà quay nhanh quay chậm, tăng tốc như thế nào, hạ giảm tốc như thế nào, phanh hãm như thế nào, biến tần và động cơ, nó một cái hệ thống biến tần động cơ hoàn toàn làm được. Và đây là để tiết kiệm năng lượng, chúng ta có một cái hệ thống người ta gọi là siêu tụ, đúng không nhỉ? Và một cái hệ thống người ta gọi là điều biến đổi DC DC hai chiều, nó sẽ làm nhiệm vụ là gì? Làm nhiệm vụ là điều tiết nguồn năng lượng khi mà chúng ta có sự phanh hãm hoặc là tăng tốc giảm tốc. Lúc đấy chúng ta phải điều tiết năng lượng ở trong cái con xe làm sao cho tối ưu, để làm sao tiết kiệm được cái năng lượng cho pin. Tại sao pin chúng ta chỉ có một dung lượng tới hạn cố định thôi, rồi chúng ta mà không biết làm sao để tiết kiệm được cái năng lượng cho pin thì pin nó chỉ chạy trong một cái khoảng thời gian ngắn là nó sẽ phải lặp lại, đúng không? Cứ chạy một khoảng thời gian ngắn lặp lại như thế,
thì nó sẽ gây bất tiện cho người dùng, đúng không nhỉ? Ta lưu ý một điều thế. Một số ứng dụng cơ bản nhất mà chúng ta bắt gặp là chúng ta nghỉ tí nhỉ các em nhỉ? Tôi nói hơi khản cổ. Chúng ta nghỉ mấy phút nha các em nhá. Tôi alo Dạ vâng ạ. có nghe gì không nhỉ? Chúng ta nghỉ mấy phút tí nha, tôi uống cốc nước ạ. ạ.
Rồi chúng ta tiếp tục học, chúng ta nghỉ sớm ngay. Để cả chúng ta học tận đến 18:25. Chúng ta sẽ tập 18:15 chúng ta nghỉ. Để đây, tất nhiên là tôi không thể cho bài tập được. Tôi bắt buộc các em phải cố gắng làm bài tập, không có gì trao đổi với tôi. Tôi không chữa được bài tập tôi, tại vì tôi không viết được mà. Tôi chỉ ấy trên slide cho các em chịu khó làm bài tập xong rồi trao đổi với tôi xem là tại sao chỗ này nó như thế này, chỗ này như thế này, thì tôi sẽ giải đáp cho các em một cách chi tiết được. Nhưng mà tôi không viết được thì chúng ta rất là khó. Thì bây giờ chúng ta sang cái khái niệm đầu tiên, đấy là khái niệm về giá trị trung bình và giá trị ứng dụng. Thì ở đây là chúng ta khái niệm đầu tiên về giá trị tức thời á, em học qua đại qua cấp 3 ta biết rồi. Điện áp tức thời hình sin là UT, còn UO sin omega t, trong đó UT là điện áp tức thời, UO là giá trị đỉnh, điện áp đỉnh ngay, đúng không nhỉ? Và omega là tốc độ gốc. Hoàn toàn tương tự thì chúng ta cũng có khái niệm về giá trị tức thời của dòng điện. Và đây chúng ta lưu ý là giá trị tức thời của công suất, thì công suất tức thời ấy nó sẽ bằng là gì? Bằng UT nhân với IT nha. Bằng UT nhân với IT, tức là công suất tức thời bằng giá trị tức thời của dòng điện nhân với giá trị tức thời của điện áp. Đấy là khái niệm cơ bản nhất mà chúng ta bắt gặp về giá trị tức thời. Lấy ví dụ về cái cách tính giá trị ứng dụng, đúng không nhỉ? Giá trị ứng dụng thì nó được nghĩa là gì? URMS bằng căn bậc 2 của 1 chia T tích phân từ 0 đến T của UT bình DT. Chúng ta nhớ đúng thức đi thôi, đúng không nhỉ? Về mặt ý nghĩa thì chúng ta sau khi chúng ta học xong về công suất, chúng ta thấy ý nghĩa về giá trị ứng dụng nó sẽ như nào, nó đặc trưng được cái gì, đúng không nhỉ? Và chúng ta thấy là ở đây là chúng ta có khái niệm về giá trị ứng dụng. Thì ở đây tôi tính cái giá trị ứng dụng của cái tín hiệu được trình bày ở hình đấy, ở cái phương trình 1.1 này, thì tôi sẽ nói cho ra là bao nhiêu. Đây, áp dụng đây tín hiệu đầu vào thôi, UT bằng UO sin omega t, thì cái giá trị ứng dụng chúng ta áp dụng vào đây thôi, đúng nhỉ? Chúng ta sẽ ra tính bằng U không chia căn 2, UO chia căn 2, đúng không? Đúng như cái khái niệm mà chúng ta đã được học ở cấp 3, đúng nhỉ? Giá trị hiệu dụng bằng gì? Giá trị đỉnh chia cho căn 2, đúng nhỉ? Đấy, theo công thức của nó và áp dụng vào đây. Chúng ta nhìn kỹ đi, đúng nhỉ? Hạ bậc căn bậc 2 để tích phân ra. Các em lưu ý là tích phân của một hàm chẵn ở trong khoảng từ 0 đến 2 pi bằng 0. Ví dụ cos của 2 omega t trong khoảng tích phân từ 0 đến 2 pi nó sẽ bằng 0. Cos hàm sin của cos hàm cos tuần hoàn, nó tuần hoàn với gì là 2 pi. Giá trị trung bình khác với giá trị hiệu dụng. Giá trị trung bình nó có được định nghĩa là 1 chia t tích phân từ 0 đến t của UT DT. Các em lưu ý rằng cái giá trị trung bình này nó là diện tích, đúng không nhỉ? Diện tích của tích phân từ 0 đến t của UT DT chính là cái phần diện tích của cái đồ thị UT trong khoảng từ 0 đến t, đúng không? Giới hạn từ 0 đến t, tôi có bút tôi vẽ thì nó dễ hơn. Sau đó chia cho 1 chia t thì chúng ta sẽ ra được cái chiều cao của cái diện tích đấy, đúng không nhỉ? Chiều dài của nó, chiều rộng của nó là cận từ 0 đến t, thì chiều cao của nó sẽ là chính là cái giá trị trung bình, đúng không nhỉ? Và ở đây lưu ý rằng giá trị trung bình có thể âm có thể dương, tại vì cái phần diện tích của chúng ta là phần diện tích có thể phần diện tích dương và phần diện tích âm. Nếu mà giá trị trung bình có giá trị âm, có nghĩa là phần diện tích âm nó trội hơn phần diện tích chỉ dương. Còn nếu mà giá trị trung bình có giá trị dương thì có nghĩa là gì? Là cái phần diện tích dương nó trội hơn phần diện tích âm. Nó khác với cái giá trị ứng dụng. Giá trị ứng dụng chúng ta luôn luôn là một giá trị dương. Em lưu ý nhá. Giá trị ứng dụng là một giá trị dương, nhưng mà giá trị trung bình nó có thể là giá trị âm hoặc giá trị dương. Và đây chúng ta thấy là gì? Tôi tính cái giá trị trung bình của chúng ta ở cái phương trình 1.1 nó bằng 0. Bằng 0 có nghĩa là gì? Bằng 0 có nghĩa là tín hiệu UT này nó có hai phần, phần dương và phần âm, và diện tích giới hạn bởi phần dương bằng diện tích giới hạn của phần âm, cho nên tổng hai diện tích cộng lại bằng không, đúng nhỉ? Nên chúng ta thấy là cái giá trị trung bình, chúng ta nhìn cái giá trị trung bình chúng ta sẽ biết được cái dấu của cái tín hiệu, đúng nhỉ? Ở đâu
trong cái chu kỳ kỳ đấy thì cái tín hiệu dương hay tín hiệu âm nó trội hơn, đúng nhỉ? Đấy thì chúng ta thấy. Phân tích phổ Fourier. Phân tích phổ Fourier nhằm tìm ra được cái thành phần một chiều và thành phần sóng hài của hàm tuần hoàn. Các em lưu ý là chúng ta phân tích phổ Fourier cho những cái tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ T. Còn có cái khái niệm Fourier mở rộng cho những cái hàm bất kỳ, nhưng mà chúng ta không xét đến. Ở đây chúng ta chỉ xét những cái hàm tuần hoàn với chu kỳ T thôi. Và ở đây định nghĩa rõ ràng, nếu mà định nghĩa thế thì UT và UT cộng T lớn, lưu ý T lớn đây là chu kỳ. Và chúng ta thấy là một tín hiệu mà có UT bằng UT cộng T lớn thì cái tín hiệu đấy nó sẽ tuần hoàn với chu kỳ T. Hoặc là chúng ta viết ở cái phương trình góc góc điện nha, góc điện thì chúng ta thấy là U omega T nó sẽ bằng U omega T cộng với 2 pi. Ở đây chúng ta lưu ý là omega T người ta gọi là góc điện, đúng nhỉ? Omega T gọi là góc điện. Một tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ T thì nó sẽ tương ứng với góc chạy từ 0 đến 2 pi, đúng nhỉ? Nó quay tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ T thì nó sẽ quay gì? Quay vẽ ra một vòng tròn với cái góc là 2 pi. Em thấy nhỉ? Với góc là 2 pi. Vậy thì đó, nếu mà chúng ta xét xét góc thì chúng ta thấy rằng là mặc kệ ông có biên độ của bao nhiêu, nhưng mà ông cứ quay hết một chu kỳ, tức là ông đã đi hết một khoảng là từ 0 đến 2 pi. Lưu ý là thế. Và theo định nghĩa Fourier, hàm tuần hoàn UT có phân tích dưới dạng sau: UT bằng A0 chia 2 cộng với tổng L bằng 1 đến vô cùng của IL cos N omega T cộng BN sin N omega T. Các em thấy là gì? Một tín hiệu UT tuần hoàn với chu kỳ T thì nó có thể phân tích thành giá trị một chiều và giá trị hình sin. Viết như thế này nó vẫn chưa tổng quát lắm, thì tôi viết tiếp cái phần tiếp theo. Nó là như thế nào? Thì ở đây chúng ta lưu ý là A0 rồi chúng ta bằng bao nhiêu, AL, BL bằng bao nhiêu thì ở đây nó có bảng này rồi. A0 bằng 2 chia T tích phân từ 0 đến T của đây. Còn AL, BL đây. Đúng nhỉ? Đấy. Thì ở đây tôi áp dụng cái công thức tương tác A cos theta cộng B sin theta bằng căn A bình cộng B bình cộng với nhân với sin theta cộng arc tang A chia B, thì tôi viết lại cái 1.6, tức là đây, cái phân tích phổ Fourier dưới dạng như sau. Để viết lại 1.6 dưới dạng như sau. Đây. UT bằng UDC cộng tổng L1 đến vô cùng của UL sin N omega T cộng phi UN. Và đây chúng ta rõ ràng, nếu mà chúng ta nhìn ở cái dạng 1.10 này, chúng ta mới thấy rằng là gì? Một tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ T nó phân tích được thành hai thành phần. Thành phần thứ nhất là thành phần UDC không đổi. Thành phần thứ hai là thành phần sóng hình sin, đúng không nhỉ? Thành phần sóng hình sin. Trong thành phần sóng hình sin này chúng ta chia làm hai phần. Phần thứ nhất là cái thành phần UL ứng với L bằng 1, người ta gọi là sóng cơ bản. Còn với L lớn hơn bằng 2 trở đi người ta gọi là sóng hài, đúng không nhỉ? Vậy là tôi nhắc lại, một tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ T đó đều có thể phân tích được hai phần. Phần thứ nhất là phần UDC không đổi. Phần thứ hai là thành phần sóng sin, đúng không nhỉ? Thành phần sóng sin này, trong thành phần sóng sin này chia làm hai thành phần. Phần thứ nhất là sóng cơ bản, tức là ứng với L bằng 1. Phần thứ hai là sóng hài ứng với N lớn hơn hoặc bằng 2. Rồi, cái giá trị tương ứng của nó chúng ta có thể bắt gặp ở đây, tôi kê đây rồi. Được chưa? Và cuối cùng là chúng ta sang cái chỉ số TST. Chỉ số TST ở đây nó sẽ bằng là gì? Căn bậc 2 tổng bình phương của các sóng hài chia cho gì? Chia cho sóng cơ bản đây này. Căn bậc 2 tổng bình phương các sóng hài này. N ở đây chúng ta bắt đầu L bằng 2 nhé, chia cho sóng cơ bản UM1 RMS, tức là gì? Giá trị hiệu dụng của sóng 1, đúng không nhỉ? Đấy, các em về xem kỹ này. Đấy là những cái khái niệm cơ bản về giá trị hiệu dụng, giá trị trung bình, phân tích phổ Fourier. Chúng ta áp dụng những khái niệm đấy vào bài toán tính toán công suất. Chúng ta có 3 cái bài toán tính toán công suất ở dưới 3 điều kiện, ví dụ là nguồn điện áp của chúng ta là hình sin, dòng điện tải nó sẽ là hình sin, nguồn điện áp của chúng ta là hình sin và dòng tải là không sin, nguồn điện áp của chúng ta là không sin, chắc chắn dòng tải nó không sin rồi. Chúng ta sẽ xét 3 cái trường hợp đấy. Đầu tiên mà chúng ta đã học ở cấp 3, học ở lý thuyết mạch ấy, là trường hợp mà công suất dưới điều kiện hình sin, tức là điện áp đầu vào hình sin và dòng điện hình sin. Điều này là điện áp hình sin, dòng điện hình sin thì tải của chúng ta phải là những cái tải gọi là tải
Tải tuyến tính, tải tuyến tính bao gồm tải là gì? Tải R, tải L và tải C, người ta gọi là tải tuyến tính. Tải tuyến tính là gì? Khi chúng ta áp điện áp đầu vào hình sin thì dòng điện trong mạch chắc chắn hình sin, người ta gọi là tải, những loại tải là tải tuyến tính. Còn những tải phi tuyến là gì? Khi chúng ta áp điện áp đầu vào hình sin thì dòng điện trong mạch nó không sin nữa thì người ta gọi là tải gì? Tải phi tuyến. Đúng chưa nhỉ? Sao chúng ta có 77 người ấy nhỉ? Chúng ta nhớ, tôi nhớ là mọi người thông báo tôi 90 người rồi. Đấy là cái khái niệm về về tải phi tuyến và tải tuyến tính. Tôi nhắc lại, tải tuyến tính là cái tải mà khi chúng ta áp điện áp hình sin vào hai đầu tải thì dòng điện trong mạch, tôi không biết bằng giá trị pha với giá trị biên của bao nhiêu, mà chắc chắn là dòng điện trong mạch hình sin. Mà tải phi tuyến là tải như nào? Tải phi tuyến là cái tải mà khi mà chúng ta áp điện áp đầu vào hình sin vào hai đầu tải thì dòng điện trong mạch nó sẽ không sin nữa, thì ta gọi là tải phi tuyến, được chưa? Thì ở đây là tôi tính công suất với điều kiện hình sin, tức là tải chúng ta là tải tuyến tính, điện áp đầu vào hình sin và dòng điện trong mạch cũng sin. Thì giả sử điện áp đầu vào chúng ta UT bằng UO sin omega T và IT bằng IO sin omega T trừ phi, tức là gì? Điện, dòng điện nó trễ pha hơn điện áp đầu tóc và phi, đúng không nhỉ? Thì chúng ta có định nghĩa về công suất tức thời. Công suất tức thời chúng ta nó sẽ bằng PT bằng UT nhân IT, chúng ta nhân vào. Để nhân vào đây. Nhân hai cái này vào thôi, đúng nhỉ? Căn 2 là 2, đúng, nhân vào đây rồi chưa? Nhân vào thấy chưa? Được chưa? Nhân vào trong sin nhân sin bằng 1/2 gì? Cos cos, đúng chưa? Thì chúng ta lại tách ra, đúng nhỉ? Thì công suất chúng ta thấy là công suất tức thời dao động, đây cái thành phần này, thành phần không đổi đây. URMS nhân IRMS nhân với cos trên cos phi là không đổi. Còn ở đây là cái thành phần này, thành phần thay đổi theo thời gian omega t này, đúng nhỉ? Và thay đổi với tần số góc là 2 omega, đúng nhỉ? Vậy rõ ràng là công suất tức thời dao động với tần số gấp 2 tần số điện áp lưới, đúng nhỉ? UT dao động với tần số góc là omega, nhưng mà gì? Công suất nó dao động với tần số góc là 2 omega cơ, đúng nhỉ? Đấy, giờ lưu ý, chúng ta lưu ý là như thế, công suất tức thời. Công suất tức thời chứ không phải công suất phản kháng, công suất tác dụng gì đâu không nhá. Công suất tức thời khác mà công suất phản kháng khác và công suất tác dụng nó khác, đúng nhỉ? Rồi, gấp 2 tần số lưới. Vậy thì chúng ta lại phân tích nó ra. Tiếp tục là chúng ta phân tích nó ra. Chúng ta sẽ thấy là PT bằng URMS nhân IRMS nhân với cos theta 1 trừ cos 2 omega t trừ đi URMS nhân IRMS nhân sin theta nhân sin 2 omega t. Chúng ta thấy ở đây thành phần thứ nhất nha, cái thành phần thứ nhất này có giá trị trung bình là URMS nhân IRMS nhân với cos theta, tức là giá trị trung bình trong một chu kỳ của nó, của cái thành phần thứ nhất này chính bằng cái biên của nó này. Tại vì cái thành phần này nó sẽ bằng không, nó dao động với tần từ 0 đến 2 pi nó sẽ bằng không mà, đúng không nhỉ? Và nó dao động gấp 2 tần số lưới. Và chúng ta thấy là 1 trừ cos 2 omega t luôn lớn hơn 0, cho nên thành phần này luôn dương. Mà thành phần này luôn dương thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là luôn chảy từ gì? Từ lưới về tải, cho nên cái thành phần này nó có ý nghĩa là gì? Là công suất tác dụng, tức là gì? Công suất nó luôn luôn bơm từ lưới về tải, tức là tải nó luôn tiêu thụ và lưới luôn cấp, thì cái công suất này người ta gọi là công suất tác dụng. Đấy, đây là cái thành phần này. Rồi, thành phần này luôn dương tại vì 1 trừ cos 2 omega t luôn lớn hơn 0. Vậy cái phần này là luôn dương. Luôn dương có nghĩa là công suất này nó luôn chảy từ gì? Từ lưới về tải, có nghĩa là tải nó luôn luôn tiêu thụ hết cái công suất này. Thì cái công suất này người ta gọi là công suất gì? Công suất tác dụng, cái thành phần công suất tác dụng. Cái thành phần thứ hai là cái thành phần URMS nhân IRMS sin phi. Và cái thành phần này nó có giá trị trung bình bằng 0. Đúng nhỉ? Giá trị trung bình bằng 0 nghĩa là trong một chu kỳ, một nửa chu kỳ thì nó nạp, một nửa chu kỳ nó xả. Đúng nhỉ? Nhưng mà tổng lại trong một chu kỳ thì lượng xả và lượng nạp nó bằng nhau, cho nên coi như nó chả làm cái gì cả. Đúng nhỉ? Cho nên cái công suất này, cái thành phần này này, người ta ý nghĩa của nó là công suất thì công suất phản kháng. Và để chúng ta định nghĩa hai công suất phản kháng chính là hai cái biên độ của hai cái thành phần này. Công suất tác dụng bằng URMS nhân IRMS với cos phi. Còn công suất phản kháng nó bằng gì? URMS nhân IRMS nhân sin phi, chính là cái thành phần mà có gì? Có cái giá trị trung bình bằng không. Và điều ý các em rằng là gì? Công suất tác dụng thì nó có đơn vị là watt, kilowatt, còn
công suất phản kháng nó có đơn vị là volt-ampe, kilovolt-ampe, và cái công suất tiếp theo, xin lỗi, công suất phản kháng có đơn vị là VAR, KVAR, đúng nhỉ? Còn công suất tiếp theo, cái công suất biểu kiến là nó sẽ bằng căn bậc 2 của B bình cộng Q bình, thì nó có đơn vị là volt-ampe, đúng là lưu ý nha. Công suất tác dụng có đơn vị là watt, công suất phản kháng có đơn vị là VAR, còn công suất biểu kiến có đơn vị là VA volt-ampe, đúng không chúng ta? Khi mà chúng ta đọc cái catalog của thiết bị, ví dụ máy biến áp có công suất là 50 kV/A, không ai đọc là máy biến áp có công suất biểu kiến là 50 kV/A cả, mà người ta chỉ đọc là công suất của máy biến áp là 50 kV/A. Thì 50 kV/A chúng ta phải hiểu là công suất biểu kiến, các ông hiểu chưa? Còn máy công suất động cơ là 5 kW thì chúng ta hiểu cái kilowatt thì nó phải là công suất tác dụng, các ông hiểu chưa? Tức là người ta không đọc công suất gì, nhưng mà chúng ta nhìn vào cái đơn vị của nó, chúng ta đang hiểu là nó đang nói về công suất gì. Chứ chúng ta không thể, nó không thể đọc, kỹ thuật người ta không thể đọc là công suất này, công suất này biểu kiến 5 kV/A, công suất tác dụng 5, không đọc kiểu đấy, đúng không? Nên chúng ta phải nhớ được cái thứ nguyên của nó để chúng ta hiểu bản chất vấn đề, đúng không? Ngoài ra chúng ta có khái niệm về công suất, hệ số công suất, thì hệ số công suất nó sẽ bằng P/S, tức là bằng công suất tác dụng chia cho công suất biểu kiến. Và ở đây nếu mà trong cái trường hợp đặc biệt là điện áp đổ vào hình sin và dòng điện trong vạch hình sin, tức là tải, chúng ta là tải tuyến tính đấy, thì hệ số công suất PF bằng Copy, đúng không nhỉ? PF Copy. Ở đây chúng ta đọc và chúng ta giải cho tôi cái bài này. Ví dụ đầu tiên, em đọc và các em giải cho tôi ví dụ đầu tiên này. Đọc và giải tôi ví dụ đầu tiên, tôi cho các em 10 phút để các em đọc và giải. Có gì thắc mắc thì các em hỏi tôi, không là tôi mặc định là công đã hiểu nhá. Phút để làm cái bài này, và nếu mà ông nào không hiểu trao đổi với tôi, còn nếu mà các ông không trao đổi có nghĩa là mặc định các ông hiểu, tôi không nói lại nữa. Và lưu ý rằng là tất cả những cái bài ở trong slide là những cái bài tôi sẽ ra trong khi đi thi nhá. Đi thi không ra ngoài, chỉ ra những cái bài ở trong slide của tôi thôi, các ông phải lưu ý như thế.
Là có ai thắc mắc gì không nhỉ? Cái này chắc là cũng đơn giản thôi, tại vì là nó giống lớp 12 với lại lý thuyết mạch thôi. Thế thầy. Sao em? Thầy chỉ đặt thế, thầy chỉ đặt em cái đại công thức phản kháng ạ. Nó to lên. Thầy chỉ đặt cho em cái đoạn công suất phản kháng ạ. Công suất phản kháng thì là từ 968 sang 677 là như nào ạ? À tôi cái này tôi đánh nhầm, tôi chưa xóa đi, nó bằng 677,119 VAR. À vâng ạ. Thì cái này tôi chưa xóa, tôi lại đi. Rồi đây cái kết quả cuối cùng đây này. Cái này tôi chắc là tôi đánh trong Word xong tôi copy xuống ấy. Có hiểu không? Tôi chưa kịp chọn này. Các em lưu ý này, khi mà các em điền kết quả vào bài thi mà tôi bắt tính công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, thì các em lưu ý là công suất tác dụng phải đơn vị là watt, công suất phản kháng phải là VAR và công suất biểu kiến phải là volt-ampere. Ông nào mà điền sai công thức là bị trừ điểm, có thế thôi. À, xin lỗi, điền sai thứ nguyên là bị trừ điểm. Chúng ta lưu ý một điều như thế. Chắc chắn là sẽ có những cái bài về công suất tác dụng, công suất phản kháng và công suất biểu kiến là chúng ta phải lưu ý. Và chúng ta tiếp tục sang cái bài toán tiếp theo là tính công suất tác dụng và công suất biểu kiến, công suất phản kháng dưới điều kiện điện áp đầu vào hình sin và dòng điện không sin. Chúng ta lưu ý là dòng điện không sin của chúng ta xuất hiện khi trong mạch của chúng ta là những cái mạch tải phi tuyến của chúng ta điển hình nhất chính là bộ biến đổi là một cái tải phi tuyến điển hình. Tại sao? Tại khi mà chúng ta áp điện áp đầu vào hình sin vào hai đầu bộ biến đổi thì dòng điện đầu ra của nó sẽ không sin, dòng điện trong mạch cũng sẽ không còn hình sin nữa, và lúc đấy là chúng ta nhận được là cái trường hợp này, đúng không? Trường hợp này là cái trường hợp rất là quan trọng, trường hợp cực kỳ quan trọng đối với chúng ta. Tại vì sao? Nếu mà chúng ta nhìn là gì, là cả nguồn và cả bộ biến đổi, cả tải trên cùng một cái hệ thống ấy, thì bài toán này nó sẽ giải quyết vấn đề là điện áp đầu vào hình sin, coi tải và bộ biến đổi đều là một cái tải chung, và lúc ấy nó thành một cái tải phi tuyến, thì dòng điện trong mạch, tức là dòng điện chảy qua bộ biến đổi, qua tải xong lại trở về nguồn. Lúc bây giờ chúng ta xét cái dòng này là dòng nguồn, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là dòng điện nguồn lúc đó là không còn sin nữa, và chúng ta giải quyết tính toán công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến nó như nào. Thì chúng ta sẽ thấy là gì, giả sử điện áp đầu vào tại hình sin thì công suất tác dụng là giá trị tức thời, giá trị trung bình của công suất tức thời nha. Công suất tác dụng được định nghĩa là giá trị trung bình của công suất tức thời. Chúng ta có dễ dàng tính được là gì, b bằng 1 trên t tích phân từ 0 đến t của pt dt, 1 trên t tích phân từ 0 đến t của ut nhân với t, công suất tức thời bằng gì, bằng tích điện áp tức thời nhân dòng điện tức thời mà. Và chúng ta thấy là gì, công suất tức thời chúng ta nó sẽ bằng u omega t nhân i omega t d omega t. Các em lưu ý ở đây là trên là trục chu kỳ, trục thời gian, còn đây là chúng ta sang trục góc, trục góc chúng ta được 0 đến 2 pi. Có cái cơ bản tôi biết, tôi biến đổi nó nhanh hơn, mà đây là chẳng qua là đổi cận thôi, đổi biến thì đổi cận. Các em về các em đổi biến đổi cận thôi nhá. Ông nào cứ vào cứ admit tôi vậy nhỉ, bắt tôi admit là sao nhỉ? Rồi ta thay vào chúng ta mới thấy là gì, ut chúng ta nó sẽ bằng là gì, căn 2 urms nhân với sin omega t. Chúng ta thay vào chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bằng uo chia 2 pi tích phân từ 0 đến 2 pi của i omega t sin omega t d omega t. Ở đây chúng ta mới biết ut thôi là bằng như này, mà chúng ta chưa biết it bằng bao nhiêu, đúng nhỉ? Và chúng ta chỉ biết it là gì, là không sin. Mà lưu ý một điều là gì, đối với tất cả những cái mạch điện tử xuất thì dòng điện của chúng ta đều tuần hoàn, đều tuần hoàn với cái chu kỳ omega này. Mặc dù chúng ta xét cái tải phi tuyến là tải phi tuyến là điện áp đầu vào hình sin, dòng điện không sin, nhưng mà có một cái giới hạn là dòng điện đầu vào không sin ấy, nhưng mà phải cùng tần số nha, cùng tần số với cái điện áp này nha. Ví dụ UT có tần số là omega thì cái dòng điện này cũng phải có tần số là omega nha. Nó không sin thôi nhưng mà tuần hoàn với chu kỳ là omega, chứ chúng ta không xét được cái trường hợp là gì, nó có chu kỳ và tần số khác, đúng chưa? Chúng ta không xét, mặc dù tải phi tuyến nó có cái trường hợp xảy ra nhưng mà chúng ta không xét cái trường hợp đấy được, mà dòng điện trong mạch nó phải có chu kỳ bằng với chu kỳ của điện áp
đúng không? Còn nó không xin thôi mà vẫn tuần hoàn, đúng chưa? Chúng ta thay vào thì theo phân tích của Boole thôi, đúng nhỉ? IT bằng IDC tích phân tổng L bằng 1 đến vô cùng của IL sin L bằng KT PIN. Trong đó đây, chúng ta quay lại cái phân tích của Boole, chúng ta nhân ra, thay vào chúng ta nhân ra đây, đúng nhỉ? Nhân ra và cuối cùng chúng ta thu được cái công suất tác dụng của chúng ta nó sẽ bằng là gì? URMS nhân I1RMS. Các em lưu ý I1RMS đây là giá trị hiệu dụng của sóng bậc 1, tức là sóng cơ bản của cái dòng điện không xin này, đúng nhỉ? Và I, ví dụ I1 nó sẽ bằng A1 bình phương cộng B1 bình phương, mà A1 B1 bằng bao nhiêu thì chúng ta nhìn ở lại ở phân tích phổ Boole này. Đây, A1 bằng bao nhiêu đây? Đây, ví dụ này, phân tích phổ Boole của chúng ta đâu nhỉ? Đây, A1 bằng 1 chia pi tích phân từ 0 đến 2 pi của U omega t cos omega t d omega t L1 này, thay vào đây này. Đây, L1 này. Đấy, L bằng 1, tương tự B1 cũng như thế. L1 vào đây. Chúng ta sẽ tính được cái này, chúng ta sẽ tính được I1RMS theo cách đấy, đúng chưa? Và hệ số công suất lúc ấy sẽ bằng P chia cho S, và nó sẽ bằng I1RMS chia cho IRMS nhân với cos phi I1. Các em lưu ý là I1RMS là cái giá trị hiệu dụng của sóng cơ bản sóng bậc 1, còn IRMS là cái giá trị hiệu dụng tổng. Giá trị hiệu dụng tổng tính như nào? Tính theo công thức đề các em này. Đây, công thức đề tôi thì tôi có ấy thì tôi biết bực thật đấy. Đây này, công thức tính giá trị hiệu dụng tổng này. Bằng 1 chia T tích phân từ 0 đến T của UT bình DT, đúng không nhỉ? Lưu ý này thế. Đây, giá trị hiệu dụng tổng IRMS thì nó phải tính theo công thức này, còn I1RMS thì nó phải tính theo công thức này. Đây, A1 B1 trong I1RMS nó sẽ bằng căn bậc 2 của A1 bình phương cộng B1 bình phương. Đấy là chúng ta lưu ý là cách tính là giá trị hiệu dụng bậc 1, giá trị hiệu dụng bậc 2 và cách giá trị hiệu dụng tổng là như thế. Và ở đây chúng ta có một cái khái niệm là hệ số méo dạng. Hệ số méo dạng DF nó sẽ bằng tỷ lệ giữa I1RMS, tức là giá trị hiệu dụng bậc 1 chia cho giá trị hiệu dụng tổng. Hệ số công suất lệch Displacement Power Factor, tức là cái hệ số lệch này nó không đại diện cho cái thành phần sóng bậc 1 mà nó đại diện cho cái thành phần, các thành phần sóng hài. Đúng chưa? Các thành phần sóng hài bậc 2 đổi lên thì nó sẽ DBF bằng cos phi I1. Mối liên hệ giữa hệ số méo, hệ số công suất lệch và hệ số công suất là BF bằng DF nhân với DBF. Đây, chúng ta thấy là nó có mối liên hệ với nhau. Công suất phản kháng, các em ý nó sẽ bằng trừ URMS nhân với I1RMS nhân với sin phi I1. Công suất méo, ở đây chúng ta có thêm khái niệm về công suất méo. Công suất méo đây chúng ta gọi là distortion power. Đơn vị có là gì? Nó là D DBR, đúng chưa? Và nó được tính bằng công thức là D bằng căn bậc 2 của S bình phương trừ B bình phương trừ Q bình phương, hoặc là biến đổi 1.30 nó D nó sẽ bằng URMS nhân IRMS bình phương trừ I1 bình phương RMS. Các em lưu ý là nếu mà trong cái trường hợp mà sóng hình sin, dòng điện hình sin thì cái D này bằng 0. Cái D này chỉ xuất hiện khi mà có dòng điện không sin. Dòng điện không sin thì cái S bình phương này nó luôn lớn hơn P bình phương cộng với Q bình phương. Đấy nhá. Trong cái trường hợp này S bình phương nó lớn hơn P bình phương và Q bình phương, và cái độ lệch đấy người ta gọi là hệ công suất méo, công suất méo D. Và chúng ta lưu ý đây, chúng ta tính cho tôi cái bài này. Đấy, các em tính cho tôi cái bài này. Đào, các em ngồi các em tính cho tôi cái bài ví dụ 4 này. Cho các em tầm 10 phút các em tính nha, 10 phút tính cho tôi chiếu lời giải, các em có gì thắc mắc các em cho hỏi nha.
Alo thầy ơi, thầy cho bạn Nguyễn Xuân Khuê vào ạ. Bạn vừa bị out ạ. Em nói tôi nghe sao? Em nào vừa nói gì nhỉ? Dạ, bạn Nguyễn Xuân Khuê xin vào lớp ạ. Và bạn ấy bị out ạ. Rồi, áp em biết ông rồi.
Được không mọi người nhỉ? Cũng đơn giản thôi. Em xem cái lời giải, tôi sẽ gửi cái slide cho các em và các em nghiên cứu cái lời giải của nó. Rất là đơn giản thôi. Cách tính như thế nào? Ví dụ tính I1 RMS ở trên I1 đây là giá trị đỉnh bằng căn 1 A1 bình phương cộng B1 bình phương. Sau đó các em tính ra giá trị ứng dụng đúng nhỉ? Thì đấy I1 chia cho căn 2. Đấy. Tiếp tục là chúng ta tính cái giá trị tổng. Giá trị hiệu dụng tổng đâu nhỉ? Đây ở trên, chắc là tính ở trên. Đây, cái giá trị hiệu dụng tổng này chúng ta tính theo công thức tổng quát, đúng chưa? IRMS bằng căn bậc 2 của 1 chia pi tích phân từ 0 đến 2 pi của I omega t tất cả bình phương d omega t. Đây, IT phương trình như thế này. Cái này chúng ta tính tích phân ở lớp 12 rất là nhiều rồi, cũng nhắc lại nữa. Lưu ý rằng là đạo hàm tích phân là những cái phép tính cơ bản mà chúng ta phải nắm bắt được, nên chúng ta học rất nhiều đạo hàm tích phân như thế để chúng ta học xong chúng ta tính toán ở trong kỹ thuật mà chúng ta không có đạo hàm tích phân thì chúng ta không làm gì được, đảm bảo là như thế. Cho nên chúng ta cố gắng là chúng ta hiểu một chút về đạo hàm tích phân một chút. Tôi không nhắc lại nữa vì những cái này nó là thuộc phạm trù nền tảng kiến thức cơ bản rồi nha. Đây, sau khi mà chúng ta tính được giá trị hiệu ứng tổng và giá trị ứng dụng thành phần bậc một rồi, chúng ta dễ dàng dựa vào đó chúng ta sẽ tính được những khái niệm về công suất phản kháng, công suất tác dụng, góc pha hay là hệ số méo, đúng nhỉ? Đấy là ví dụ. Và tiếp theo là chúng ta có cái khái niệm về công suất dưới điều kiện điện áp không sin thì dòng điện trong mạch chắc chắn không sin. Em thì điện áp đầu vào đã không sin thì dòng điện trong mạch chắc chắn không sin, dù ông có là tải phi tuyến hay tải tuyến tính thì điều đó là dòng điện chắc chắn trong mạch cũng là không sin rồi, đúng chưa? Ở đây chúng ta thấy là chúng ta có khái niệm về khi mà điện áp chúng ta không sin thì cái giá trị hiệu dụng chúng ta được tính toán nào. Thì giá trị hiệu dụng ở đây nó đưa ra, người ta đưa ra công thức, tất nhiên chúng ta cũng có thể tính theo cái khái niệm mà về giá trị hiệu dụng mà chúng ta đã định nghĩa ở ban đầu ấy, là giá trị hiệu dụng này nó sẽ bằng URMF bằng căn bậc 2 của UDC bình phương cộng với tổng L1 đến vô cùng của U2 bình phương chia cho 2, đúng nhỉ? UL bình phương chia cho 2, UL bình phương chia cho 2. Nhớ ở UL bình phương chia cho 2 ở đây là giá trị đỉnh hoặc là nó tương đương với căn bậc 2 của U bình DC căn bậc 2 cộng với tổng của L1 đến vô cùng của UL bình phương RMS, đúng không nhỉ? Tôi lấy ví dụ tính giá trị hiệu dụng của điện áp sau đây: UT bằng 10 cộng với 20 V omega T trừ pi nhân 6 cộng với 15 V của 20 T trừ pi 2 cộng 5 V tau omega T trừ pi 3. Các em lưu ý đây, đây ví dụ các em nhìn omega T đây, nhìn một tí nhá. Đây, đây là sóng bậc nhất này, đúng nhỉ? Còn đây là sóng bậc 2 này, và đây là sóng bậc 3. Thì các em thấy là gì? URMS đây nó sẽ bằng 10 bình phương, đúng nhỉ? Đây là thành phần UDC này, đúng nhỉ? Giá trị không đổi, UDC là giá trị không đổi, tức là giá trị không thay đổi theo thời gian. Và nó thay đổi theo thời gian tại vì nó có cái biến T này, đúng nhỉ? 10 bình phương cộng với 1/2 UL bình phương đây, ở đây là U1 bình phương, ở đây là 20 bình phương này, cộng với 1/2 15 bình phương, đúng không? Cộng 1/2 5 bình phương và căn bậc 2 ra, chúng ta cuối cùng chúng ta thu được cái giá trị đó là 20.6 V, rất là đơn giản thôi, đúng không nhỉ? Thì giá trị hiệu dụng của một cái giá trị không sin để chúng ta tính được như thế. Vậy trong trường hợp này chúng ta thấy là cả hai cái đều không sin. Với đây chúng ta là có điện áp đầu vào hình sin thì chúng ta chỉ phải phân tích phổ Fourier của một ông thôi. Rồi, cả hai ông đều không sin thì bây giờ chúng ta phải phân tích phổ Fourier của cả hai ông mà chúng ta nhân ra. Chúng ta thấy là gì? Công suất tác dụng ở trong trường hợp này nó sẽ bằng là gì? UDC. Đây nhân ra này. Đây công thức về biến đổi đấy. Các em về các em không tin thì các em biến đổi. Tôi thì tôi sẽ biến đổi. Có bảng tôi sẽ biến đổi cho các em. Không thì tôi sẽ biến đổi em về các em biến đổi lại cái bạn này của tôi. Đây. Thì nó sẽ ra tích phân này nó sẽ bằng UDC nhân C tổng L1 đến ULRMS nhân ILRMS nhân cos phi UL trừ phi IN. Và chúng ta sẽ lấy ví dụ 5 này. Lấy ví dụ 5 này và chúng ta nhân thử xem. Các em ngồi các em nhân thử ở đây. Công thức đây. Đúng chưa? Công thức để tôi phóng to ra một chút, không nhìn thấy đây. Đúng nhỉ? Các em nhìn
bài toán của em ở cái bài toán ở đây, và các em nhân ra tôi xem có đúng không nào. Mọi người có nghe gì không nhỉ? Alo? Có. Làm bài bài này tôi xem nào.
Đây, tôi nghĩ là cũng không khó lắm. Đúng nhỉ? Thì chúng ta có thể về chúng ta xem lại. Và lưu ý cho chúng ta là những cái ông nào cùng tần số thì nó mới sinh ra được công suất áp dụng, còn ông nào khác tần số thì công suất áp dụng. Đây, đây ông em, hai ông này cùng tần số bằng không, ông này với ông này không, ông này với ông này không, ông này với ông này không cùng tần số không sinh ra được, ông này với ông này cùng tần số mới sinh ra được. Cho nên các em thấy là ở đây nó chỉ có hai cái thành phần này thôi. Đấy, lưu ý như thế. Nhưng mà chúng ta xem lại nhá. Ở đây trường hợp đặc biệt của trường hợp điện áp đầu vào không sin, chúng ta chỉ xét trường hợp điện áp đầu vào không sin là tải tuyến tính nha. Tải tuyến tính là gồm RLC, ở đây tôi lấy ví dụ điện áp đầu vào không sin tải RN thì chúng ta tính toán công suất hấp thụ bởi tải như thế nào. Thì ở đây tôi trình bày một cái bài ví dụ 6, thì các em ngồi đọc cho tôi cái bài ví dụ 6 này và chúng ta xem có cái gì thắc mắc không.
Chúng ta có cái nhóm Zalo bạn nào vừa là với tôi cũng tham gia rồi. Các em tham gia đấy thì tôi sẽ gửi cái slide cho các em. Tôi gửi cái slide cho các em ở trong đấy và các em đọc bài tập ở trong đấy. Có gì thắc mắc thì các em có thể trao đổi với tôi. Tôi sẽ tiện thể tôi và khi là tôi tạo được cái danh sách điểm danh thì tôi sẽ gửi cho các em và chúng ta bắt đầu phân nhóm để làm đề tài cái giữa kỳ nhỉ, bài tập lớn giữa kỳ nha. Chúng ta có thắc mắc gì không thì buổi học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhá. Ok không, mình nhìn các em nhỉ? Dạ vâng ạ. Rồi chào các em. Vâng, chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Chào các em nhá.